Cảm tạ Chúa muôn hồng ân chứa tràn, từng ngày qua hằng nâng đỡ chờ che, nguồn sức sống tin mừng tràn khắp muôn nơi xa gần, ngày thêm đông những người theo Chúa, cùng hiệp dâng muôn lời ca chúc khen. Vì tình thương mà Thiên Chúa tặng ban, cuộc sống mãi yên bình, hạnh phúc yêu thương ngập tràn, và muôn nơi thêm những linh mục nhiệt tâm. Cùng tạ ơn muôn muôn hồng ân, Thiên Chúa thương ban đổ xuống mọi miền, ai gìn giữ yêu thương đời nâng, hát dấu đức tin trổ sinh hoa trái. Nào cùng nhau trổ sinh hoa hoa, đem yêu thương về khắp mọi nhà, đi mọi nơi vang lên lời ca, cầu ca ngợi khen tình Chúa bao la. Sinh trái hoa, là thực thi lòng bác ái vì tha, là gắng sống học hành, là biết hy sinh quên mình, cùng chuyên chăm thi hành lời Chúa. Tuổi trẻ ơi ta cho sinh trái hoa, phụng sự Chúa hằng say hết lòng ta, một ý chí phi thường và đức tin luôn kiên cường, cùng nên như nhân chứng giữa đời trần gian. Cùng tạ ơn muôn muôn hồng ân, Thiên Chúa thương ban đổ xuống mọi miền, ai gìn giữ yêu thương đời nâng, hát dấu đức tin trổ sinh hoa trái. Nào cùng nhau trổ sinh hoa hoa, đem yêu thương về khắp mọi nhà, đi mọi nơi vang lên lời ca, cầu ca ngợi khen tình Chúa bao la. Cùng tạ ơn muôn muôn hồng ân, Thiên Chúa thương ban đổ xuống mọi miền, ai gìn giữ yêu thương đời nâng, hát dấu đức tin trổ sinh hoa trái. Nào cùng nhau trổ sinh hoa hoa, đem yêu thương về khắp mọi nhà, đi mọi nơi vang lên lời ca, cầu ca ngợi khen tình Chúa bao la.
Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tất cả mọi người chúng ta, thì chúng ta cũng hãy học và làm theo lời kêu mời của Chúa là hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ cho nhau để được bình an, tha thứ cho nhau để được hạnh phúc, tha thứ cho nhau để được vui cười, tha thứ cho nhau để được thoải mái, gõi đọc. Và hôm nay cũng là ngày mừng lễ quan thể Matthew của họ nhà sứ. Chúng ta thấy Chúa đã gọi Matthew, hay còn gọi là Lê-vi, một người thu thuế, mà người Do Thái coi người thu thuế đó là người tội lỗi. Chủ nhật tuần trước nói về xử lỗi cho nhau, một với một với hai ba, một với nhiều. Rồi khi mà không xử lỗi được nữa thì loại ra khỏi cộng đoàn. Và loại ra rồi thì người ta coi như là người thu thuế, người tội lỗi. Thì Matthew đã được Chúa gọi, đang là người gọi làm cho ngoại bang, và Chúa đã gọi có ba câu: hãy theo Thầy. Thì Matthew đã bỏ mọi sự để theo Thầy và đã nói: những gì của ai mà tôi đã làm thiệt hại, bất công thì tôi sẽ đền gấp bội. Và Matthew đã đi theo Chúa. Vậy thì trong ngày lễ Chúa Nhật và ngày lễ trao thánh giá giữa hai giáo xứ, cũng như ngày mừng lễ quan thể Matthew của họ nhà xứ Thượng Thắng, thì chúng ta cùng cầu chúc cho nhau mọi sự tốt đẹp. Và chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã đồng hành với chúng ta. Tạ ơn Chúa Thánh Giá đã đến với giáo xứ Thường Thắng và chuẩn bị đến với giáo xứ Bỉ Muội. Chúng ta cầu chúc cho nhau mọi sự tốt đẹp, để Thánh Giá Chúa đi đến mọi nơi thì đều sinh hoa kết trái, và chúng ta được hưởng những hoa trái đó, và từ đó chúng ta được hưởng niềm vui, bình an, hạnh phúc. Một lần nữa xin được kính chúc các bạn trẻ với cô ông bà, anh chị em của hai giáo xứ với lời chúc bình an, hạnh phúc, tràn đầy ân sủng của Thánh Giá Chúa. Tiếp tục cùng nghinh thánh giá trên lộ trình về giáo xứ Bỉ Nội chúng con. Chúng con nguyện xin ân sủng Chúa cũng như ơn thánh của thánh Matthew tuôn đổ xuống trên cha xứ cùng cộng đoàn cách riêng trong từng bạn trẻ. Chúng con xin cầu chúc, xin cảm ơn. Và đất chúng ta
về đây, muôn người về đây, dân câu hương kinh quan họ chúc tụng Thiên Chúa cao tôn, đã gieo tin mừng ân phúc trên mảnh đất non khoai thảo. Về đây ý a à, ta ơn bao ngày gian khó, mồ hôi nước mắt ngập ngùi, máu hồng tươi mềm đất cội, ươm mầm hạt giống đức tin. Một chặng đường qua gian nan vất vả, đầu rơi máu đổ nhuộm thắm đất thiêng, bia vàng ghi khắc bách mục kiên trung, 12 anh hùng tự đào lấy lưng, sông còn vang mãi, đất còn hát mãi hùng ca. Muôn ngả về đây, chúng câu hương kinh quan họ chúc tụng Thiên Chúa yêu thương, đã ban muôn vàn ân phúc trên mảnh đất non quai thảo. Về đây ý a à, ta ơn thánh tâm mi a à, Thiên Chúa chở che thương xót dịu hiền, giáo phận qua cơn giông tố, đất mẹ xanh lá kế thoáng. Con cháu về đây nghe câu chuyện kể cha ông năm nào, về đây con cháu tự hào nhắc nhau tiếp bước anh hùng đức tin, sống đời chúng ta hy sinh yêu thương phục vụ hiến thân quên mình, dạng người danh Chúa quang minh mai sau sum họp phúc vinh quê trời. Về đây rơi trẻ về đây, bên nhau yêu thương dâng đầy, kết lòng tay nắm trong tay, cùng loan tin mừng sự sống cho hạnh phúc mãi lên xanh. Về đây Thiên Chúa đoàn con đi à một lòng, dựng xây à nước Chúa danh Ngài bừng sáng khắp nơi.
dâng câu hương kinh quan họ, chúc tụng Thiên Chúa cao tôn, đã gieo tin mừng ân phúc trên mảnh đất non quai thao. Về đây ý à, tạ ơn bao ngày gian khó, mồ hôi nước mắt ngập ngùi, máu hồng tươi mềm đất côi, ươm mầm hạt giống đức tin. Một chặng đường qua gian nan vất vả, đầu rơi máu đổ nhuộm thấm đất thiêng, bia vàng ghi khắc bách mục kiên trung, 12 anh hùng tứ đạo lẫy lừng, sông còn vang mãi, đất còn hát mãi hùng ca. Muôn ngả về đây, chúng câu hương kinh quan họ, chúc tụng Thiên Chúa yêu thương, đã ban muôn vạn ân phúc trên mảnh đất non quai thao. Về đây ý à, tạ ơn thánh tâm mi à, Thiên Chúa chở che thương xót dịu hiền, giáo phận qua cơn giông tố, đất mẹ xanh lá kết hoa. Về đây con cháu, về đây nghe câu chuyện kể cha ông năm nào. Về đây con cháu tự hào, nhắc nhau tiếp bước anh hùng đức tin, sống đời chứng tá hy sinh, yêu thương phục vụ hiến thân quên mình, dạng người danh Chúa quang minh, mai sau sum họp phúc vinh quê trời. Về đây rơi trẻ về đây, bên nhau yêu thương dâng đầy, kết lòng tay nắm trong tay, cùng hoan tin mừng sự sống, cho hạnh phúc mãi lên xanh. Về đây chúng lời nguyện xin, nguyện xin đi hà Thiên Chúa, đoàn con đi hà một lòng, dựng xây đi hà nước Chúa, danh Ngài bừng sáng khắp nơi. Chúa, con mãi sống trọn mùa xuân. Cuộc đời con có Chúa, con bước đi đâu?
sợ gì, nay bạn hãy